Light Up, tắt đèn phiên bản kinh dị. Bất Thường Gaming đây, xin chào các bạn. Thật sự nhá, là khi nhìn thấy cái tựa đề này, mình quá bất ngờ luôn. Hôm nay thì mình vẫn đi dạo ở trên cái trang web và mình vẫn thường tải game kinh dị ấy. Thì mình vừa nhìn thấy cái tựa này là mình đã bị bất ngờ đến mức mà không thể nào mà có thể tin được các bạn. Là thật sự là lại có một cái tựa như thế. Cho nên là mình đã nhanh chóng gọi là tải về luôn, vứt hết mọi cái dự định mà mình sắp sửa làm để mà tải cái game này về chơi các bạn ơi. Rồi, mặc dù là mình không biết là cái game này cốt truyện như thế nào, bởi vì mình thấy cái tựa là mình tải về luôn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn bắt đầu vào game chứ. Để xem là tắt đèn phiên bản kinh dị là như thế nào các bạn. Đề thứ nhất, rồi hiện tại là chúng ta vừa đi đâu đó về nhà các bạn ơi. Vừa đi đâu với về nhà, không biết là hoàn cảnh của chúng ta là như thế nào đây. Này là gì thế, sao trông có vẻ kinh dị vậy, tại sao là che bức tranh như thế, trong nhà là như thế nào, ai đặt hoa hồng trên trên piano đấy. Ê, quầy không ngờ là cái tắt đèn này là do mình phải tự làm các bạn. Mình cũng không ngờ là mình phải tự tắt đèn các bạn. Ờ, có thể lực nữa là như nào đây. Thôi rồi, chúng ta phải chạy rồi các bạn ơi. Có khi là lát nữa đèn trong nhà nó sẽ tắt, chúng ta phải đi mở hết toàn bộ lên cũng nên. Rồi bây giờ chúng ta phải tắt hết đèn để đi ngủ đây. Đừng có đùa với một cái nhà to lớn như thế này. Ở cái gì thế này, quái gì này, chẳng khác nào là nơi đây có một cái gì đó bí mật được giấu kín đi. Buổi tối thế, tắt một cái rất là tối các bạn, đùa. Go to bed thôi đúng không, đi ngủ thôi. Nhớ vị trí của đèn nhá, đèn là nằm ở đây. Một cái, ngoài ngoài kia là có một cái. Phòng này cũng có luôn các bạn ơi. Cái toilet đây. Mình không biết là nó liên quan gì đến cái việc mà tắt đèn, nhưng mà mình thấy có nhiều công tắc như thế này là mình biết rồi các bạn, coi là có vấn đề rồi. Rồi phải tắt hết được cơ. Thanh niên này rất là ngu. Nhà gắn rất là lắm công tắc luôn, đáng lẽ là chỉ có một cái tổng hay là cái gì đó. Nhưng mà thanh niên này rất là lắm công tắc các bạn ơi. Đấy là tôi rồi, mình nói thật nhá. Thế này chắc chắn tôi. Cái nhà rộng lớn như thế này mà tắt hết đèn thì thôi rồi. Nó bình thường ít nhất cũng phải để cái đèn ở đây. Ví dụ như đêm hôm nay để cái đèn ở bếp đi, thì đêm sau là để cái đèn ở bên phòng khách, để nó không bị hư bóng đèn. Như vậy cũng được đi. Tắt hết đi ghê. Rồi mình nghi ngờ lát được có cái gì lắm này các bạn ơi. Có gì đó liên quan đến cái sự tắt đèn này rồi. Bây giờ phải tắt hết thôi, chứ biết sao giờ. Nhưng mà không sao, chỉ cần mình đi theo thứ tự, mình mở từng cái một lên là ok rồi. Ui nhìn rất là ghê các bạn ơi, căn nhà hồi nãy còn sáng bây giờ tắt tối thui nhìn ghê lắm. Ờ nhưng mà tại sao lúc đầu đèn lại mở hết như vậy? Thường là phòng tắm là cũng chẳng ai mở đèn như thế cả. Thôi rồi các bạn ơi, mình sắp sửa phải ngủ ở trong bóng đo tối rồi. Ê, cái quái gì thế? Ở đêm thứ nhất thôi đúng không? Nãy mình không mở mắt ra các bạn, để mình thử thử mở mắt ra xem coi có gì không. Nhưng mà đáng tiếc là mình quên mất chuyện đó. Đêm thứ hai là có chuyện gì xảy ra không?
Đúng thật là tắt đèn luôn các bạn ơi. Mình chỉ sợ những cái tấm ảnh này nó bay ra tấn công mình thôi. Cái gì thế? Từ dưới đây có một cái gì đó rất là sáng các bạn ơi. Ít nhất cũng phải để cái đèn ngủ hay là cái gì đó để có thể nhìn thấy đường để mà di chuyển. Thằng này tắt hết mọi thứ các bạn. Ôi sao đèn tự mở lên á. Bây giờ mình mới đầu lần đầu tiên trong cái thể loại game kinh dị là mình thấy đèn tự mở nhá. Chứ hồi trước đến giờ ấy là chỉ có đèn tự tắt thôi. Từ trước đến nay ấy, là chỉ có đèn tự tắt, nhưng mà bây giờ là có đèn mở lên các bạn. Rất là ảo luôn. Có cái tồn tại nào trốn ở trên đây nó đã xuống mở không vậy? Một con ma mà mở đèn là mình thấy là không ổn rồi các bạn ơi. Có khi là nó sẽ là một cái gì đó rất là kinh dị hơn từ trước đến nay mà chúng ta đã từng biết. Bởi quá kỳ lạ. Không có gì đúng không? Không có gì nhá. Có gì không? Đèn đã tắt hết chưa? Không có cái nào được mở lên nhé. Rồi 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 rồi. Không nhắm mắt lại các bạn. Thử mở mắt ra xem như thế nào các bạn ơi. Mình vẫn chưa hiểu là mình đang phải đối diện với cái gì cho nên là hơi hồi hộp. Ơ? À? Không, mọi thứ là có khi nó sẽ bắt đầu từ cái đêm thứ ba đấy các bạn. Là cái đêm thứ hai là mình đã thấy là nó mở đèn lên rồi. Ni này làm cái nghề gì mà... bấm ship để làm gì chạy à? Đừng nói là bây giờ mình phải chạy nhá. Rất là lại nhắc các bạn. Tự nhiên nó hướng dẫn cách chạy. Thì chứng tỏ là phải có cái gì đó liên quan đến cái sự chạy ở đây thì nó mới hướng dẫn. Thôi rồi các bạn ơi. Mới đêm thứ ba thôi mà mình đã phải chạy rồi. Đâu chạy khỏi cái gì đâu. Tiện gì thế? Không phải tắt hết đèn nữa, thanh niên như về không nghe thấy tiếng gì lạ à? Tiếng bay ra từ ở trên đấy đấy các bạn. Thôi xong rồi. Có kẻ nào đó đã đột nhập vào cái tầng ở trên rồi. Mình tin chắc với các bạn luôn là cái nhà này vẫn còn cái bí ẩn gì đó. Nhiều khi thằng này mua nhà nhưng mà nó lại không để ý đấy. Đi làm bận rộn đến tận 4 giờ đêm mới về nhà đây này. Để chắc là nó sẽ không, nó mua nhà rồi nhưng mà nó chẳng thèm để ý gì cả luôn. Mặc dù là nhà này có cái căn cứ bí mật nào đó ở trên đây nhưng mà nó không để ý các bạn. Ở đêm hôm nay thì cái đứa đó sẽ hành động cho mà xem.
Lại thấy có để hoa ở đây là mình cũng thấy nghi nghi rồi. Hoa thì đáng lẽ là ngày hôm nay là ngày thứ ba nó phải héo rồi nhưng mà vẫn còn ở đó. Một là hoa giả, hai là có đứa nào đó ta thay đổi cái hoa mới. Mình không có tự tin là mình có thể chạy thoát đâu các bạn ơi. Từ cái phòng ngủ đó mình không biết là phải chạy như thế nào. Rồi họ chấp nhận sự thật rồi các bạn ơi. Là mình sắp sửa gặp nguy hiểm rồi. Nó sẽ đợi cho mình tắt đèn ấy. Rồi nó xuất hiện. Rất là ớn lạnh nha các bạn. Cảm giác game này rất là ớn lạnh. Không nhắm mắt nhé. Thử chớp mắt để xem các bạn. Chúng bắt liên tục để chúng ta xem câu chuyện gì xảy ra với chúng ta. Con ma nó vào mà nhìn thấy mình chớp mắt liên tục như thế này thì nó cũng bỏ chạy. Chuyện quái thế này không có gì xảy ra là sao? Đừng có giỡn mặt nhé. Hướng dẫn cách chạy cho đã vào rồi không có chuyện gì xảy ra là sao? Mình không tin là không có chuyện gì xảy ra các bạn. Đó là thật sự là do cái chiêu trò mà chớp mắt liên tục của mình trong màn đêm nó thật sự đáng sợ cho nên là kẻ phản diện nó bỏ chạy. Không còn nghe thấy âm thanh ở đây nữa nhá. Chứng tỏ là nó đã xâm nhập vào rồi à. Cái tụ này cũng khá là khả nghi này, có khi là nó có một cái cơ chế gì đó ở phía sau. Kể ra thì thanh niên này thường tắt đèn mỗi ngày đúng không? Chứng tỏ là nó đã tắt hết đèn rồi, có khi là bữa sáng đi làm là cũng không mở đèn lên lại luôn. Nhưng mà mỗi lần về nhà thì đèn mở. Cái tụ này thì sao đây? Về nhà thì đèn mở là chứng tỏ là có vấn đề rồi. Kẻ phản diện đâu mau xuất hiện luôn đi. Mình nghĩ chắc là trong hôm nay hoặc là ngày mai vậy đó thôi. Nhưng mà mình vẫn sẽ chơi cái trò chớp mắt kia. Rồi còn một cái phòng dưới đây là không biết phòng gì nữa này. Nhưng mà ít nhất ý, là làm ơn hãy hù sau khi mình tắt hết đèn á. Cái điều này là mình đã làm rất là hiển nhiên trong 3 ngày hôm qua rồi. Và đột nhiên nó thất bại giữa chừng thì mình sẽ rất là hoảng sợ. Đột nhiên nó hù giữa chừng thì nói chung là hơi sợ. Nói cho nên là vơ để tắt hết đèn đi rồi hù. Dễ đoán hơn. Có khi vừa bước ra là nó đã đứng ở đó rồi. Không à. Ôi, chẳng thà nó xuất hiện cho rồi các bạn, hồi hộp quá. Không biết là cái gì sẽ xuất hiện đây. Sao thế, sao không ăn? Không tắt được các bạn. Rồi, có gì đó không ổn rồi. Cuối cùng cũng tắt được. Tiếp tục nhé. Chớp mắt, chớp mắt. Chớp mắt. Liên tục luôn.
Ấy, mình chớp mắt liên tục như thế này. Người quay lại cái gì thế? Tầng hầm à? Rồi, có bí rồi các bạn ơi. Tầng hầm. Thanh niên này thì không hiểu sao đang ngủ mà vẫn có thể nghe được cái tiếng ở dưới tầng hầm nha. Có khi nào vừa bước ra đây là chúng ta đã không thể xuống được tầng hầm không? Mình nãy giờ cứ vẫn sợ cái chỗ này các bạn. Không biết là chỗ này là cái gì. Cái quỷ gì thế? Hồi nãy mà nếu mình đến gần cái quỷ đó trước khi mở đèn lên không biết chuyện gì xảy ra nhé. Rồi, nhà đã mở hết đèn rất là sáng rồi nhé. À, tầng dưới à? Ông làm ơn mở đèn ông ngủ luôn nhé, chứ đừng có tắt đèn rồi nhé. Là bơ đấy. Thanh niên này là cụ thế. Rất là ngu các bạn ơi. Mà cả ra thì đi làm, nó đi làm tới tận 4 giờ tối mới về các bạn. Đi làm tới tận 4 giờ tối mới về. Cho nên là cái việc mà phải tắt hết đèn để tiết kiệm là rất là có lý. Không thể trách được. Nhưng mà ít nhất là trong cái đêm hôm nay có cái gì kỳ lạ đó vừa xuất hiện ở bên dưới này thì làm ơn là đừng có mở đèn lên giùm cái. Ờ à, đừng làm ơn đừng có tắt đèn giùm cái. Đúng là cái tựa game tắt đèn các bạn. Có khi là tắt xong là nó lại xuất hiện ở đấy mà xem. Thử nha. Không thấy đâu luôn. Nó là đi đâu rồi? Không, không xuất hiện đây. Đang chơi game tắt đèn mà không hiểu sao mình cứ đi như là đang chơi game hành động với các bạn. Xem nào. Nó có vào đây luôn không? À, mình vẫn có thể thoát nạn qua ngày hôm sau. Ơ? À? Đêm thứ 5. À, đến đêm thứ bao nhiêu đây? Không biết là đếm đêm thứ bao nhiêu các bạn ơi. Vẫn phải tiếp tục tắt đèn thôi. Mặc dù biết là cái chuyện tắt đèn này nó sẽ rất là nguy hiểm rồi. Bỏ đã luôn, cái con nó chỉ xuất hiện trong bóng tối thôi. Mà lần trước là không hiểu sao có cái đứa nào nó lại mở đèn. Có khi là nó chỉ trêu đùa với chúng ta thôi cũng nên các bạn ơi.
một cái tồn tại. Ôi, cái gì thế? Ôi dồi ôi, một cái tồn tại nào nó thuộc về bóng tối đang chơi đùa với chúng ta các bạn ơi. Ôi xong. Ôi các bạn nhìn thấy con mắt của nó to không? Không phải, các bạn nhìn thấy con mắt của nó cao không? Chứng tỏ là nó rất là cao. Ơ, khoan đã, Enderman à? Nhìn cái mắt vuông vuông rất là giống các bạn ơi. Đen đen mà mắt vuông vuông. Sao à? Vào đây chơi luôn. Hù không? Tệ bay hù ai chứ? Nhìn này, tao bắt liên tục này. Sợ không? Ấy chứ bắt liên tục này. Không có cái đứa nào mà trong màn đêm mà chớp mắt liên tục như thế này đâu. Đấy, chớp mắt liên tục này. Ra đây mà nhìn. Ơ, ngủ rồi. Thế quái nào mà thằng này có thể ngủ được vậy? Chụp chứng cứ. Mình trở thành game khác rồi các bạn ơi. Tự nhiên mình chơi game khác luôn rồi. Đây chơi game tắt đèn thì biến thành một cái game khác luôn, cầm camera chụp ảnh. Nếu mình không chụp được ảnh thì như thế nào? Ôi! Một hit nha! Nó mới đi lướt qua mình rất là ghê các bạn. Nào. Mới thấy nó cơ mà. Nó kia. Tại sao là không được tính là như nào? Nó đột nhiên trở thành kiếm khác, mình hơi bị bối rối các bạn. Hai phát chưa? Ơ? Ơ? Xong. Cái quái quỷ gì này? Nó không cho mình chụp nữa à. Rồi. Chụp được ảnh rồi đấy các bạn. Chả hiểu là game gì luôn. Nãy giờ đang tắt đèn rồi biến thành một game khác. Chụp ảnh. Giống như là game Fatal gì đó.
À vậy đấy. Rồi, tiếp tục là cái công việc cắt đèn các bạn. Tự nhiên bây giờ chúng ta làm cái vòng tròn chịu hồi quỷ thôi. Mình chắc chắn với các bạn luôn là cái nghi thức chúng ta không cần phải tắt đèn cũng có thể làm được. Mới có thực hiện được nghi thức thành công không nhá. Anh làm ơn được xuất hiện giữa chân nhá. Mình đang rất là hóng cái nghi thức được hoàn thành để xem như thế nào. Rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi, phải đi theo ánh sáng. Nhanh thế, bình tĩnh nào. Ok. Đến bao giờ vậy? Đến bao giờ thế? Cái gì đây? Cha hiu luôn các bạn ơi. Chúng ta phải làm cái trò này bao lâu vậy? Xong chưa? Nghi thức kết thúc rồi các bạn. Đi ngủ thôi. Chắc chắn luôn là đi ngủ xong là tôi rồi. Anh niên này lại ngáo rồi các bạn ơi. Bảo đảm luôn bây giờ mình lên ngủ là bảo mình tắt đèn đây. Nhưng mà để mình kiểm tra trước xem là có gì ở đây không. Đây thạch tiên này ngu lắm rồi. Hồi nãy là rõ ràng nó đứng ở chỗ có ánh sáng này nó được an toàn đúng không? Rõ ràng là như thế. Nhưng mà bây giờ nó lại quyết định là tắt đèn để đi ngủ các bạn. Cái này chắc là tinh thần gì rồi, tinh thần thép rồi. Nhìn treo ảnh kinh dị trong nhà là biết là tinh thần có vấn đề rồi. Cho nên là mới cầm ảnh, mấy ảnh chụp ma. Xong rồi thực hiện một cái nghi thức khó hiểu. Tự nhiên bị kẹt các bạn. Hết cả hồn. Rồi không xuất hiện ở trong phòng 8 đúng không? Mình nghĩ là nó sẽ to trong đêm nay. Cho nên là mình chớp mắt để xem chuyện gì xảy ra các bạn. Gần đến đoạn cuối cơ. À bị gay rồi hay chưa? Mình nói rất là chuẩn các bạn ơi. Phải như nó mở đèn đi ngủ thì không nói làm gì. Ok. Vẫn chưa kết thúc các bạn ơi.
Chắc là trên kia nó mở rồi. Ê, ôi chú quỷ rồi các bạn ơi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây? Normal, rất là khó hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy. Game này còn có end khác nữa. Game này có end khác là như thế nào đây? Mình cũng không biết, nhưng mà nói chung là đến đây thôi các bạn ơi. Vâng, thì vừa rồi chính là tắt đèn phiên bản kinh dị các bạn ơi. Và mình không ngờ là cái ý nghĩa của nó đúng thật là tắt đèn luôn. Rồi, đại khái thì nhân vật chính của chúng ta là ở trong một cái ngôi nhà mà hay xảy ra cái hiện tượng kỳ lạ. Thì cái hiện tượng nó kỳ lạ đó nó chỉ diễn ra trong bóng tối thôi. Và không hiểu tại sao ở trên cái lầu rõ ràng là có một cái bức tường chặn lại rất là khả nghi, nhưng mà thằng nhân vật chính vẫn tiếp tục sống ở trong đó, là mình cảm thấy là rất là khó hiểu rồi. Mà nó vẫn còn tắt đèn thường xuyên. Bởi vì những hiện tượng kỳ bí nó đã xảy ra trong bóng tối thì lẽ ra là cái thằng này nên mở đèn để đi ngủ, mặc dù là tốn kém đi chăng nữa, mở một cái bóng ở trong phòng ngủ hoặc là chỗ nào đó để cho an toàn, nhưng mà nó không làm như vậy các bạn ơi. Mình cũng đến chịu luôn, cuối cùng là bị tấn công, là bị gì đó, nói chung là mình nghĩ chắc là nó bị quỷ nhập rồi cho nên mới vào được trong cái gác đó đấy, chắc thế. Rồi, video này đến đây là hết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này, hãy bấm cho mình một like, đăng ký nút cạnh ngoài, đừng quên lấy cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì hãy bấm dấu chấm cho phải chữ đã xem. Còn những ai còn đã yêu, mình xuống tiếp tiêu cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye!